Hôm nay chúng ta sẽ qua một bài mới. Bài này khá quan trọng bởi vì chúng ta thường xuyên sử dụng session và cookie khi tạo lập một trang web. Chúng ta đi vào yêu cầu bài thứ nhất. Bài này yêu cầu chúng ta thiết kế form thông tin đăng nhập gồm có các thông tin để người dùng đăng nhập vào hệ thống. Sau đó, chúng ta cần phải tạo gán giá trị đọc biến session tại trang hiện hành, đó là trang session. Sau đó sẽ link qua trang khác và đọc lại biến session đã có của trang trước. Chúng ta xây dựng thêm trang đọc session như hình bên. Bây giờ, chúng ta cùng phân tích yêu cầu của bài này. Về phần thiết kế, chúng ta cần tạo ra một form với các điều khiển là tag field và button. Về phần xử lý, chúng ta trước tiên cần phải tạo và gán giá trị cho biến session. Sau khi đã có session, chúng ta cần đọc biến session tại trang hiện hành. Và cuối cùng là đọc biến session tại một trang khác. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải bài này. Đối với phần thiết kế, các bạn hãy tạo một form theo yêu cầu của đề bài. Về phần xử lý, bước đầu tiên, các bạn cần phải khởi động session bằng hàm session start. Sau đó, các bạn tạo và gán giá trị cho session bằng công thức session tên biến bằng giá trị. Ví dụ, các bạn đặt một session tên đăng nhập bằng giá trị là tên đăng nhập, có nghĩa là các bạn sẽ lấy giá trị của biến tên đăng nhập và gán cho biến session có tên là tên đăng nhập. Bước thứ ba, các bạn sẽ đọc giá trị biến session. Giá trị sẽ bằng biến session và tên biến. Ví dụ, nếu ta muốn lấy giá trị tên đăng nhập thì chúng ta sẽ lấy như sau: tên đăng nhập bằng session của tên đăng nhập. Mục đích của bài này là các bạn cần phải tạo, gán và đọc giá trị trên biến session. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ rồi chúng ta cùng giải bài này. Bây giờ chúng ta cùng giải bài session đầu tiên. Trước tiên, tôi tạo ra một trang có tên là session.php. Sau đó tôi đặt action cho form này là session.php và method là post. Ở đây tôi đã thiết kế sẵn một form vì lý do chúng ta đã học cách thiết kế này ở những bài trước. Sau khi thiết kế xong, các bạn sẽ thấy form sẽ hiển thị như hình này. Việc thứ hai chúng ta cần phải làm đó là viết code. Chúng ta sẽ viết code. Vì là session, do đó chúng ta phải viết code ở phần trên của trang HTML. Các bạn sẽ viết code vào đây. Các bạn thấy, trước tiên để sử dụng được biến session, tôi phải khởi tạo session bằng cách dùng hàm session start. Sau đó, các bạn thấy tôi đặt một cờ. Và khi tôi kiểm tra điều kiện là tất cả các nội dung nhập vào đều khác rỗng, như họ tên, email, tên đăng nhập và mật khẩu đều khác rỗng, thì tôi sẽ làm công việc đó là tạo ra các biến session.
và gán giá trị cho các biến xét sân này. Sau khi hoàn tất việc tạo ra các biến xét sân, tôi đặt lại cờ bằng 1, có nghĩa là tôi đã tạo được các xét sân. Bước thứ hai chúng ta cần phải làm đó là đọc biến xét sân chúng ta đã tạo ra ở form này. Ta sẽ bỏ xét sân vào đây. Ở đây các bạn thấy tôi lại kiểm tra lại cờ. Nếu cờ bằng 1 có nghĩa là chúng ta đã có các biến xét sân rồi, thì lúc đấy tôi mới xuất ra các biến xét sân này vào một table. Table này sẽ có một dòng và một cột để lưu trữ các thông tin về session mà chúng ta đã tạo ra. Ở đây các bạn thấy chúng ta sẽ đọc biến session bằng cách chúng ta dùng session và tên biến. Lần lượt các bạn sẽ đọc tất cả các session mà chúng ta đã tạo ra theo đúng yêu cầu của đề bài. Sau khi đã hiển thị tất cả các thông tin của session, các bạn cần tạo ra một link để qua một trang mới. Ở đây, tôi đặt tên cho trang mới là session đọc. Do đó, tôi phải sửa lại các thông tin của trang này. Như vậy, chúng ta đã tạo ra trang đầu tiên. Bây giờ, chúng ta sẽ qua tiếp trang thứ hai của bài này. Đó là trang session đọc. Tôi cũng đã thiết kế sẵn một trang. Các bạn có thể chọn các hình vẽ thích hợp tùy ý mình, miễn sao trang đẹp là được. Sau đó chúng ta sẽ viết cốt cho trang này. Yêu cầu của trang này là đọc lại các biến session đã có ở trang trước. Do đó chúng ta sẽ vào phần viết cốt. Ở đây các bạn thấy tôi tạo ra một paragraph và sẽ xuất các thông tin vào paragraph này. Đây là phần đọc biến session mà chúng ta đã tạo ra ở trang trước. Sau khi đã đọc các biến session cần thiết, chúng ta cũng tạo một link có tên là về trang đăng nhập và chúng ta đánh địa chỉ của trang đăng nhập vào. Như vậy là chúng ta đã viết xong cốt. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc các bạn, để chạy được session thì chúng ta cần phải có phần session start. Bây giờ chúng ta hãy save tất cả lại và chạy thử chương trình. Ở đây tôi sẽ nhập tên của tôi, email, tên đăng nhập và mật khẩu. Tôi nhấn đăng nhập. Các bạn thấy màn hình đã hiện ra
là chào, tên của tôi, thông tin email, thông tin tên đăng nhập và thông tin về mật khẩu. Như vậy, các bạn thấy chúng ta đã đọc, tạo ra và đọc được biến session. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra trang tiếp theo xem có đọc được biến session này hay không. Chúng ta click here. Và các bạn thấy, xin chào Khuất Thùy Phương và tên đăng nhập là Thùy Phương. Như vậy, các bạn đã tạo ra và ở trang khác các bạn cũng có thể đọc được biến session này. Và ở đây, tôi cũng tạo một link để quay về trang đăng nhập. Nếu các bạn thích, các bạn có thể click trang này để quay về trang đăng nhập. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập đầu tiên của